10 trên 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi tình hình xâm nhập mặn đã làm tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp trong khu vực. 42,5% diện tích tự nhiên tại khu vực này bị ảnh hưởng. Trong sự kiện vừa diễn ra sáng nay tại tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp đã cùng bàn về các giải pháp hỗ trợ nông dân canh tác thông minh, thích nghi với tình hình mới, vừa gắn với mục tiêu tiêu thụ sản phẩm của bà con. Kết quả vụ hè thu 2019 tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, khi áp dụng mô hình canh tác lúa thông minh bằng ứng dụng công nghệ thông tin smartphone vào mô hình sản xuất nông nghiệp, không những góp phần bảo vệ môi trường từ việc giảm lượng nước tưới, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm phân bón, nhất là phân đạm, mà còn giúp bà con tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất và lợi nhuận đạt được gần 20 triệu đồng một hecta, cao hơn ngoài mô hình hơn 4 triệu đồng một hecta. Cũng trong sự kiện, công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia để tiếp tục triển khai chương trình canh tác lúa thông minh mở rộng ra 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng để hỗ trợ bà con nông dân mua sắm các thiết bị quan trắc, máy phun phân bón, xây dựng mô hình, tập huấn, đào tạo.